Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thiết kế một cái mô hình mắt xích. Thì như các bạn cũng thấy thì chuỗi mắt xích này được cấu tạo nên bởi hai mắt xích có hình dạng giống nhau. Thế nên là chúng ta sẽ có tương đối là nhiều cách để có thể thực hiện. Thế thì thứ nhất thì chúng ta có thể là tiến hành thiết kế một mắt xích và sau đó là chúng ta lắp ghép ở trên môi trường assembly, ráng buộc nó lại với nhau. Và chúng ta có thể là thiết kế trực tiếp ở trên môi trường sketch. Ta sử dụng cái lệnh sweep hoặc là lệnh sweep probe, hai cách thì chúng ta có thể làm. Thêm một cái cách ở assembly nữa thì tùy vào cái sở thích của các bạn thì các bạn thiết kế nào cho nó hợp lý. Nếu mà chúng ta có nhiều mắt xích thì chúng ta nên sử dụng ở trên cái môi trường assembly. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta chỉ có hai mắt xích thôi nên là mình sẽ thiết kế ở trên môi trường shape để các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành. Đây là bản vẽ của chúng ta. Ở bản vẽ này thì mình sẽ tiến hành vẽ một cái chi tiết có hình dạng lệnh slot như này. Dạng lệnh slot. Lệnh slot này thì có cái bề rộng sẽ là 18.6. Đây là 10.6 cộng với cả bán kính của cái lỗ này, của cái tiết diện này nữa thì sẽ là 18.6. Còn cái bề dài này, chiều dài này thì chúng ta sẽ lấy là 33. Và cái tiết diện của cái chi tiết mắt xích này sẽ là 8 phi 8. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu 18.6 và 33. Để đặt trực tiếp vào đây. Đây chúng ta có thể sử dụng cái lệnh sweep ví dụ như này, đường kính là 8, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh sketch. P8. Chúng ta đã có được cái mô hình mắt xích đầu tiên. Tiếp theo với mắt xích thứ hai chúng ta cũng làm tương tự. Và các bạn lưu ý ở đây là trong cái trường hợp này là hai mắt xích này nó tiếp tuyến với nhau nhé, chặt với nhau, nên là chúng ta sẽ phải có thêm cái dòng tuyến ở đây nữa. Thì là mình sẽ lấy cái reference bằng cách này. Hai chi tiết này tan dần với nhau. Đấy, được, làm tương tự. Vẽ một slot. Và đây là 33. Bạn lưu ý ở vị trí này chúng ta sẽ phải cho cái chi tiết này đi ra đúng bằng với cái tâm của thằng tròn này, khi đó chúng ta mới sweep nó lên được. Ta sẽ xoay hình đi, chọn chi tiết là shape nhé, chọn con shape này.
góc 90 độ. Như vậy thì chúng ta đã có cái chi tiết. Và đặc biệt là đây các bạn để nhé. Cái chi tiết này nó tiếp tiến đấy nhỉ. Chúng ta có thể tiến hành đo nhé. Ví dụ như ở đây là 15.7. Đây là 33. Cách 15.7 sẽ là cách này. 15.7. 33 thì sẽ là tâm của hai đường tròn, tâm từ 33. Sẽ input cái scan này. Có thể là thay đổi cái màu sắc của cái chi tiết này cho nó đẹp hơn ở phần Visualize, chọn Granite. Như vậy chúng ta đã có được cái mô hình mắt xích. Cái này cái mô hình này nó cũng tương đối đơn giản thôi, các bạn có thể làm thử nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy hay thì có thể like và subscribe kênh để ủng hộ kênh cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.